Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 42 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị nghe. Lại nói, lúc bấy giờ Hồng Quân đến một ngọn núi ở gần lục đạo luân hồi thu thập nguyên liệu luyện khí. Cũng trong lúc đó, Lưu Quang đang nhắm mắt tu luyện, chợt mở hai mắt ra. Đúng là khí tức của Hồng Quân rồi. Thần thức của ta bao trùm khắp cả không gian này, không có bỏ sót. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện nữa chứ. Lưu Quang mỉm cười. Lại có thể vượt qua giới hạn quy định 3 vạn dặm của lục đạo luân hồi, quả thực làm cho người ta giật mình. Thật không biết ngươi còn có thể đem lại cho ta bao nhiêu kinh ngạc nữa đây. Lưu Quang nói xong, cả người đã biến mất không còn tung tích. Ha ha ha, lần này thu hoạch quả là không nhỏ. Nếu như vẫn luyện chế không thành vũ khí nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo đi nữa, cũng không thiếu những nguyên liệu này. Hồng Quân lúc này tâm tình rất thoải mái, không kể khi bắt đầu phát hiện ra ngọn núi kia còn tìm được rất nhiều nguyên liệu thích hợp cho việc luyện khí. Nói về phẩm cấp, ít nhất cũng đều tương đương với Lưu Vân Kim. Nói cách khác, những nguyên liệu này đều hoàn toàn có thể dễ dàng luyện chế thành thượng phẩm thiên thần khí. Không sai biệt lắm, sau này ngay cả toàn bộ dùng Lưu Vân Kim để làm vật liệu luyện tập cũng đủ dùng rồi. Hồng Quân nhìn vô số nguyên liệu trong không gian của mình cười mãn nguyện. Bỗng nhiên, vù, thân ảnh Lưu Quang trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài phạm vi lục đạo luân hồi. Thần thức lập tức nhìn chằm chằm Hồng Quân không rời. Hồng Quân giờ phút này đang chăm chú nhìn cái vòng xoáy thật lớn kia, quan sát 6 tầng không gian xen kẽ nhau. Lục đạo luân hồi ư? Trải qua luân hồi đạt tới cảnh giới thần vương, thậm chí là thiên tôn, liệu ai có thể vứt bỏ hết thảy để đi sống lại tại luân hồi đây? Cái quy định này dứt khoát là một điều hoàn toàn không hợp lý. Còn không đi ra? Lưu Quang cau mày, phát hiện khí tức linh hồn của Hồng Quân đang dừng lại tại một chỗ, hồi lâu không có nhúc nhích. Phải đi rồi, đã để cho sư tổ bọn họ xuất ruột chờ đợi. Không xong, như thế nào không gian đều vỡ vụn rồi, ngay cả thời gian cũng đều ngừng lại. Hồng Quân vừa mới bước ra khỏi phạm vi 3 vạn dặm của lục đạo luân hồi, lại phát hiện không gian chung quanh đều đã vỡ vụn, ngưng động toàn bộ. Hiển nhiên, cả mảng không gian này đã hoàn toàn rơi vào thời gian tĩnh chỉ pháp tắc. Hồng Quân, lão bằng hữu tới, sao không thấy ngươi hoan nghênh chút nào vậy? Tâm niệm vừa động, không gian sụt lún, thậm chí ngay cả thời gian có thể sinh ra thời gian tĩnh chỉ cũng bất động. Đây chính là thực lực của thiên tôn. Lưu Quang sao? Hồng Quân trao mày, không ngờ cẩn thận như vậy cũng vẫn bị ngươi phát hiện ra. Nếu ta muốn đi lúc nào là đi, còn sợ ngươi hay sao? Nghĩ tới đây, Hồng Quân cũng chỉ vừa cười vừa nói. Nguyên lai là thiên tôn Lưu Quang. Nói vậy thiên tôn đã tìm ta rất lâu rồi sao? Kỳ thực tính ra cũng không phải quá lâu. Đối với chúng ta mà nói, ức vạn năm cũng chỉ là trong chớp mắt. Chẳng qua là tìm kiếm ngươi có chút hao tốn sức lực. Lưu Quang ha ha cười một tiếng. Chỉ bằng vào cách nói chuyện của hai người, hoàn toàn nhìn không ra sự kiêu hận tồn tại giữa bọn người hắn. Cũng vui, bất quá thiên tôn sao không hiện thân gặp mặt? Ta tại đây còn có chút rượu ngon, không bằng chúng ta vừa uống vừa nói chuyện vậy. Thần thức của Hồng Quân không phát hiện được Lưu Quang. Lâm vào thế bị động như vậy, thà rằng hai người mặt đối mặt còn tốt hơn. Được, có khí phách. Hồng Quân, chỉ bằng vào điểm này ta thật bội phục ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh Lưu Quang đã xuất hiện tại trước mặt Hồng Quân. Bộ dáng hai người nhìn qua cũng đều hết sức quỷ dị. Thế nào, vừa nhìn vào, từ hồ mỗi người đều bị cái khe không gian cắt thành vô số mảnh vụn. Quan sát cẩn thận, rồi lại phảng phất như là một cái thân thể hoàn chỉnh. Lưu Quang đưa tay phải ra, tùy tiện khẽ phất một cái bàn, 2 cái ghế đầy đủ do không gian tạo thành xuất hiện tại trước mặt hai người. Lưu Quang cười một tiếng nói, Hồng Quân, mời ngồi. Hồng Quân cũng không khách khí, thoáng cái ngồi vào ghế, quả thật lập tức lấy ra một bầu rượu, 2 cái chén, chia ra rót đầy đưa cho Lưu Quang một chén. Có thể được một thiên tôn coi trọng như thế, Hồng Quân ta cũng coi như là không uổng sống trên đời này. Thiên tôn, ta mời ngươi một chén. Tốt, tốt. Lưu Quang bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, rượu ngon. Không nghĩ tới, Hồng Quân ngươi trên người thật đúng là có không ít đồ tốt đấy. Một cái phân thân có thể nói là bất diệt, một kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo có thể so với thiên tôn Linh Bảo. Nói thật, ta rất hâm mộ ngươi. Thiên tôn ngươi có thể vào thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ điểm then chốt của thời gian đảo lùi pháp tắc, từ chỗ chạy trốn chết mà lại được có thành tựu của thiên tôn,
Hồng Quân ta cũng hết sức bội phục. Hồng Quân vừa nói xong, lập tức lại rót một chén rượu đưa cho Lưu Quang. Vậy thì cảm ơn ngươi ban tặng. Hồng Quân, ta nói thật, nếu như trước khi gặp ngươi, ta đã là thiên tôn, ta nguyện ý kết giao bằng hữu với ngươi. Lưu Quang lần nữa uống cạn rượu trong chén. Xin lỗi, tiếc là ta không thích cùng người âm độc kết giao bằng hữu, nếu như vậy còn không bằng để cho ta đi chết đi. Hồng Quân nói với Lưu Quang không chút khách khí. Lưu Quang hơi hơi chau mày, nhưng cũng không có phát tác nói. Những lời này của ta tất cả cũng đều kết thúc. Ta đã từng thề, các ngươi đã gây ra áp bức, lăng nhục ta, tạo thống khổ trong lòng ta, ta nhất định trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần. À đúng rồi, nói đến cái này, ta cũng đã từng thề, nhất định phải vì Băng Phong Gia Gia và Phương Sùng đại ca báo thù đấy. Kẻ thù của bọn họ, ta nhất định dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để đày đọa nó cho tới chết thì thôi. Thanh âm của Hồng Quân không lớn, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác giá lạnh trong lòng. Ha 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 ha, ngươi biết không, những năm gần đây ta vẫn cho rằng các ngươi đã suy nghĩ thông suốt, tìm một chỗ ẩn trốn, cả ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, cho dù ai nói thế nào cũng tránh được mối nguy bị giết chết. Không ngờ ngươi còn nghĩ đến chuyện báo thù. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội thắng được thiên tôn sao? Hồng Quân ha ha cười một tràng. Thiên tôn Lưu Quang, Hồng Quân ta cũng không phải tự tin mù quáng. Ngươi có tin không, cho dù đối mặt với thời gian ngưng lại cùng với không gian vỡ vụn hiện nay của ngươi, ta nếu như muốn chạy, chúng hoàn toàn không tạo được một chút tác dụng nào. Tin, ta đương nhiên là tin. Lưu Quang trịnh trọng gật gật đầu. Chỉ bằng vào ngươi ngày đó có thể mang theo nhiều người như vậy từ trong không gian sụt lún mà thuấn di chạy thoát, ta đã tin rồi. Chuyện phát sinh tại trên mình ngươi, ta cũng tin. Chẳng qua là... Lưu Quang chợt chuyển hướng câu chuyện. Chẳng qua là cũng nhờ đó ta trở nên thông minh hơn phần nào. Trong phạm vi chung quanh phương viên trăm vạn dặm này cũng đều được ta dùng thời gian tĩnh chỉ pháp tắc cố định lại. Thời gian tĩnh chỉ của thiên tôn, trừ phi đối phương cũng là thiên tôn hoặc là thuộc loại khác thường như ngươi vậy, còn lại thì không cách nào phá hỏng được. Mặc dù ta không biết các ngươi dựa vào cái phương pháp ẩn núp nào tránh thoát được hệ thống tìm kiếm của ta, nhưng ta tin tưởng ít nhất hiện giờ khẳng định chỗ đó cách nơi này không xa. Nếu như ngươi chạy trốn, ta lập tức sẽ lục soát từng chút một, quyết tìm ra đồng bọn của ngươi, sau đó từng người đem mà giết chết đi. Hồng Quân biến sắc mặt, lập tức lại khôi phục như cũ nói. Ta thừa nhận ngươi có năng lực như vậy, nhưng ngươi thật sự cho rằng ta sẽ chạy sao? Ha 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 ha. Hồng Quân, ngươi có thể chạy hay không ta không biết, nhưng ta biết bây giờ ngươi chắc chắn sẽ không chạy. À đúng rồi, đại ca của ngươi đâu rồi? Chỉ một mình ngươi xem ra không đủ sức chống cự đâu. Lưu Quang cũng không quên ngày đó hai huynh đệ làm cho hắn chịu khổ sở biết bao. Chùa đùa, Lưu Quang, thật ra ta một mình cũng đủ để đối phó với ngươi rồi. Hồng Quân cười nói, trong cái cười tràn ngập vẻ khinh thường. Được, được, quá cuồng vọng. Lưu Quang đứng lên, phất tay, bàn ghế đã toàn bộ tan biến mất. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, bắt đầu đi. Được, hoàn toàn có thể. Trong nháy mắt, trong tay Hồng Quân hiện ra một cây trường thương ngăm đen, toàn thân lấm tấm những điểm huyền hoàng sắc, nghiêng nghiêng chỉ về hướng Lưu Quang. Vũ khí của ngươi quả là không tệ, nhưng vẫn còn câu nói kia, đó là phải nhìn vào người sử dụng nó mới được. Lưu Quang vừa nói, trong tay xuất hiện một cây trường côn toàn thân ngân sắc, trên trường côn năng lượng màu xám lượn lờ quấn quanh. Hồng Quân trong lòng vừa động, cố ý hỏi Lưu Quang, lần trước thanh chạm không kiếm kia của ngươi có thể so với nhất lưu hồng mông linh bảo đâu rồi? Thay cây gậy tầm thường không có gì đặc sắc như vậy, ta sợ ngươi sẽ bị thiệt thòi đấy. Liệu có phải như vậy không? Vậy để cho ngươi mở rộng tầm nhìn một chút điều lợi hại của cây gậy tầm thường không có gì đặc sắc này. Lưu Quang vừa nói xong, cây côn ngân sắc kia đã dẫn theo uy thế của vạn quân bổ vào Hồng Quân. Và cùng lúc đó, một trận không gian rung chuyển, Hồng Quân phát hiện không gian chung quanh mình đều đã hoàn toàn bị cố định lại. Không chỗ nào không đánh vỡ tan, để ta xem ngươi có thể đập vỡ cái gì đây. Hồng Quân trong lòng vừa nghĩ đến, thân thể đã hoàn toàn hóa thành hư không, đã rời khỏi vùng không gian bị cố định. Thân thể lần nữa ngưng tụ lại, đã xuất hiện tại phía sau lưng Lưu Quang. Một thương đâm ra đã cách Lưu Quang không xa. Trên trường thương, vô số điểm huyền hoàng sắc lấp lánh phát sáng lên, làm cho phạm vi chỗ Lưu Quang đứng hoàn toàn bị cố định lại. Để cho ngươi đâm thử xem. Thân ảnh Lưu Quang đang ở trên không trung lại cứ như vậy không nhúc nhích,
mặc cho tàn tuyết thần thương đâm vào trong cơ thể. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thân thể của Lưu Quang vậy mà khi tàn tuyết thần thương đâm vào trong cơ thể sau đó nổ tung ra thành từng mảnh. Hồng Quân, cây thương này của ngươi cũng quả là đồ tốt. Phân thân của ta ngưng tụ 1/10 lực lượng lại cứ như vậy nổ tung ra, thậm chí còn không làm cho thần thương của ngươi hư hỏng một chút nào, đích thực là lợi hại. Thanh âm của Lưu Quang từ cách đó không xa truyền đến. Nhưng mà ta đã sớm nói qua, một kiện vũ khí cho dù có tốt cũng phải nhìn xem người sử dụng nó là ai. Hồng Quân, tiếp của ta một chiêu. Bên trong lĩnh vực tinh thần, Hoa Liên phân thân toàn thân thanh bào bất thình lình xuất hiện bên cạnh Lôi Vệ. Sư tổ, Lưu Quang bây giờ đang ở bên ngoài quấn lấy bổn tôn của ta, đồng thời chung quanh trong vòng 100 vạn dặm này cũng đã bị Lưu Quang thi triển thời gian tính chỉ pháp tắc. Chỉ là không biết sư tổ dưới tình huống này có cách nào âm thầm lặng lẽ rời khỏi nơi này hay không. Hoa Liên phân thân cùng Hồng Quân tâm ý tương thông, chỉ cần Hồng Quân trong đầu nghĩ đến cái gì, Hoa Liên phân thân cũng tự nhiên sẽ hiểu. Tình cảnh hiện giờ Hồng Quân tự mình chạy trốn không thành vấn đề, nhưng cả lĩnh vực tinh thần hoàn toàn nằm trong phạm vi thời gian tĩnh chỉ pháp tắc do Lưu Quang thi triển. Chỉ cần hắn chạy trốn, Lôi Vệ cùng các thần vương khác sẽ đều lâm vào mối hiểm nguy. Lôi Vệ chau mày nói, mặc dù ta ở bên trong lĩnh vực tinh thần cũng không bị ảnh hưởng của thời gian tĩnh chỉ pháp tắc, muốn đi cũng không có chuyện gì khó, nhưng lĩnh vực tinh thần vừa động tất nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý của Lưu Quang. Đến lúc đó, lĩnh vực tinh thần rất có thể sẽ không còn là tấm chắn của chúng ta để tránh né thần thức của Thiên Tôn nữa. Lôi Vệ nói như vậy chính là rất có đạo lý. Mặc dù ông không nghe ngại Thiên Tôn, nhưng ông cũng không cách nào giết chết Thiên Tôn. Một khi bị bại lộ, nếu như hấp dẫn Chu Viêm tới, đối phương hai Thiên Tôn, bọn họ có thể hoàn toàn lâm vào thế bị động. Thôi được, để ta thử một phen. Giọng nói của Hoa Liên phân thân không mang theo một chút sắc thái tình cảm nào cả. Ồ, ngươi đâu rồi? Lưu Quang chợt cảm giác được không gian có chút lay động khác thường. Trường côn trong tay vung lên, phiến không gian kia đã hoàn toàn vỡ tan, ngoại trừ một khối năng lượng màu xám bị cuốn vào khe hở không gian, không có bất cứ biến hóa nào khác. Hồng Quân lại mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Hoa Liên phân thân cũng có trí tuệ của chính mình, vậy sẽ không cùng ngươi vui đùa rồi. Lưu Quang, lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ giết ngươi. Lưu Quang, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt chiêu của ta. Lưu Quang đã vung tay đánh nát hai khối không gian có sự lay động, nhưng lại không có thu được chút gì. Lúc này nghe thấy thanh âm của Hồng Quân khinh thường đáp, một tên thần vương nho nhỏ có thể có chiêu thức gì lợi hại đây, cứ việc đánh ra, Lưu Quang ta nhất định hầu tiếp ngươi. Được, vậy để cho ngươi thưởng thức ta dung hợp thiên đạo sáng tạo ra một chiêu. Hồng Quân vừa nói, trường thương chỉ xéo ra, hầm mông linh khí năng lượng màu xám cùng với huyền hoàng khí đều không ngừng chuyển động quay vòng. Tiếp chiêu, nghịch thiên nhất thương. Nghịch thiên nhất thương, theo tiếng thét lớn của Hồng Quân, tàn tuyết thần thương phóng ra một đạo quầng sáng huyền ảo, một nguồn năng lượng do huyền hoàng khí cấu thành xen lẫn với năng lượng màu xám hướng Lưu Quang bay ảo tới. Lưu Quang nhất thời biến sắc mặt, năng lượng từ nghịch thiên nhất thương của Hồng Quân tung ra đã hoàn toàn bất chấp coi thường không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Cho dù không gian đã hoàn toàn bị nghiền nát tan tành, đối với đạo năng lượng đều không có tác dụng ngăn cản lại được chút nào. Thiên đạo bất luận ở hồng mông không gian hay là ở vô danh không gian đều quả thực tồn tại thực sự. Người bình thường thực ra cũng không cần biết tới thiên đạo là gì, nhưng người tu chân không giống vậy, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của thiên đạo. Mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng không có bất kỳ kẻ nào hoài nghi sự tồn tại của nó. Thiên đạo kỳ thực nó đến chính là pháp tắc thiên đạo, là thứ bao trùm khắp cả không gian thời gian pháp tắc. Nghịch thiên nhất thương của Hồng Quân trên thực tế đó là căn cứ vào sự lĩnh ngộ với thiên đạo mà ra. Cái gọi là đạo lý đúng đắn ấy rất đơn giản, đơn giản một chiêu đem lực công kích phát huy đến mức tận cùng, kiếm cũng được, thương cũng vậy, đổi thành bất kỳ vũ khí nào khác cũng đều giống nhau. Được, ta sẽ tiếp ngươi một chiêu để ngươi biết được sự chênh lệch giữa thần vương và thiên tôn. Lưu Quang mặc dù không cách nào xác định được lực lượng một kích này của Hồng Quân mạnh như thế nào, nhưng hắn không dám coi thường chút nào cả. Tuy nói là trực tiếp đón đỡ, nhưng hắn cũng chỉ là ngưng tụ thành một cái phân thân có hai thành công lực của bổn tôn, miễn cưỡng ngăn chặn đường tiến công của đạo năng lượng ấy. Vù vù, phảng phất từng cơn gió nhẹ thổi qua, phân thân của Lưu Quang đã hoàn toàn tan biến mất, mà đạo năng lượng huyền hoàng sắc kia lại không có biến hóa chút nào, tốc độ không thay đổi, phương hướng cũng không thay đổi, vẫn như cũ nhắm hướng Lưu Quang mà bay tới. Cái gì?
hoàn toàn không dựa vào pháp tắc, lực lượng công kích thuần túy lại có thể đạt tới mức độ như vậy ư? Lưu Quang trong nháy mắt từ trên phân thân cảm nhận được sự cường đại của cỗ năng lượng này. Lực công kích như thế dứt khoát không phải một thần vương có thể có được. Cho dù là thiên tôn không dựa vào pháp tắc, chỉ dựa vào năng lượng trong cơ thể, cũng không thể phát huy được lực công kích mạnh mẽ như vậy. Có điều là Lưu Quang sai rồi, không phải là không dựa vào pháp tắc, chỉ là pháp tắc này chính là thiên đạo huyền bí nhất. Không liều mạng với ngươi, ta né tránh là được. Lưu Quang đối với một chiêu này của Hồng Quân đã có kiêng kỵ, phóng mình né tránh. Thế nào, Lưu Quang thiên tôn, một kích nho nhỏ của thần vương ta đây có lọt vào mắt của ngài hay không? Hồng Quân đã biết ngay vừa rồi, trong nháy mắt Lưu Quang phân tâm, Hoa Liên phân thân của mình đã đem tất cả những người khác thoát đi. Hôm nay hắn đã hoàn toàn không còn mối lo lắng cho viễn cảnh về sau. Hồng Quân, Lưu Quang nhíu mày, ngươi quả nhiên là lợi hại. Nếu có một ngày ngươi có cơ hội trở thành thiên tôn, ta tin tưởng trong không gian này sẽ không còn ai là đối thủ của ngươi nữa. Cho nên ta nghĩ sẽ lựa chọn biện pháp giết ngươi, chứ không dạy gì đợi đến khi sau này ngươi trở thành thiên tôn lại giết ta. Trong ánh mắt Lưu Quang tràn ngập sát ý. Lưu Quang thiên tôn, ta thấy rằng ít nhất bây giờ mà nói, ngươi hoàn toàn không có năng lực giết chết ta đâu. Cho dù ngươi cố định thời gian phá hủy không gian, nhưng đối với ta mà nói, chính là muốn đi là đi thôi. Lưu Quang cười âm hiểm. Hồng Quân, ta nói rồi, nếu ngươi dám bỏ chạy, ta nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ chỗ nào tại không gian này, đến khi nào tìm được đồng bọn của ngươi, sau đó từng tên mà giết chết. Vừa rồi thật ra ta chỉ là muốn thử nghiệm nghịch thiên nhất thương của ta, giờ đã thí nghiệm xong rồi, ta tự nhiên là phải đi. Nếu như ngươi muốn tìm bọn họ, ngươi cứ việc chậm rãi từ từ tìm đi, ta cũng không hầu tiếp. Hồng Quân nói đến đây, giọng nói lạnh đi. Đúng như lời ngươi nói, một khi ta có cơ hội trở thành thiên tôn, người thứ nhất phải giết chính là ngươi. Lưu Quang biến sắc mặt, vừa muốn động thủ nhưng phát hiện thân thể của Hồng Quân hóa thành một mảng năng lượng màu xám, trong nháy mắt liền tan biến mất. Hồng Quân, ngươi cho là ta nói giỡn hay sao? Lưu Quang căm hận nói, lập tức thân ảnh nhoáng lên không ngừng, tại trăm vạn dặm trong phạm vi thời gian tĩnh chỉ, không ngừng lục soát tìm kiếm. Để cho Lưu Quang kia trước tìm kiếm một hồi đi, lần này cuối cùng chỉ hoảng sợ một chút thôi, không có nguy hiểm gì. Trong tinh thần lĩnh vực, Hồng Quân sang sảng cười, lấy được nguyên liệu cao cấp luyện khí nhiều như vậy, cùng với việc thí nghiệm uy lực của nghịch thiên nhất thương, còn sẵn dịp bấn cợt Lưu Quang ẩn tránh một thời gian dài như vậy, cuối cùng thì cũng được khuây khỏa một chút. Tiểu Dương, ngay cả ta đều xuất mồ hôi lạnh đầy mình đây này. Lôi Vệ trong lòng còn sợ hãi nói, nếu không có Hoa Liên phân thân của ngươi, ta thật không dám nhúc nhích động đến lĩnh vực tinh thần. Một khi bị phát hiện, chúng ta sau này sẽ không còn chỗ ẩn tránh an toàn nữa rồi. Thật không ngờ được, tên Lưu Quang đó quả thật luôn lúc nào cũng dùng thần thức tìm tòi, rất là cố chấp. Hồng Quân bất đắc dĩ nói, thì đó, ta nghĩ rằng hắn thấy thực lực của ngươi cũng sẽ không nguyện ý dành cho ngươi đủ thời gian để tu luyện thành thiên tôn đâu, rồi sau đó lại tìm giết hắn. Dù sao ngươi không chết, trong tương lai người chết chính là hắn. Đây cũng chính là căn nguyên mà không thể cởi bỏ mối thù trong lòng hắn đâu. Lôi Vệ nói, thôi quên đi, tạm thời mặc kệ hắn. Sư tổ, lần này thu hoạch không nhỏ đâu, sau này ta đã có đủ nguyên liệu luyện khí rồi. Hồng Quân tâm tình thoải mái nói, để tiết kiệm thời gian, bây giờ ta sẽ vào trận pháp thời gian gia tốc, tranh thủ sớm một chút luyện chế cho được vũ khí sánh ngang với nhất lưu hồng mông linh bảo. Lôi Vệ gật đầu, căn cứ theo tình huống bây giờ xem ra, chính mình cùng Hồng Quân hoàn toàn có thể dùng năng lực kiềm chế giữ chân hai tên thiên tôn. Chỉ cần những người khác có năng lực tự bảo vệ mình, cũng có thể tìm Lưu Quang tính sổ rồi. Bên trong trận pháp thời gian gia tốc, trước mặt Hồng Quân không xa đều là vô số quáng thạch. Vốn trong vô danh không gian, Lưu Vân Kim và Huyền Thiên Thạch được coi là nguyên vật liệu tốt nhất. Ở chỗ này xuất hiện cả hàng tấn các loại nguyên vật liệu, còn lại phẩm chất không kém hơn Lưu Vân Kim và Huyền Thiên Thạch cũng đều chất đống cao như ngọn núi nhỏ. Còn có khối đá không biết tên đó cao hàng trượng, Hồng Quân rõ ràng có thể cảm giác được loại đó so với Lưu Vân Kim và Huyền Thiên Thạch có thể cao hơn ít nhất một bậc. Lưu Vân Kim thêm vào năng lượng màu xám, sử dụng ngũ cấp trận pháp khả linh, hẳn là có thể đạt tới đẳng cấp thượng phẩm thiên thần khí ấy chứ. Hồng Quân trong tay cầm một khối Lưu Vân Kim không lớn, lẩm bẩm nói. Lập tức trên tay đột nhiên xuất hiện một ngọn tịnh hỏa màu trắng, hoàn toàn bao bọc Lưu Vân Kim. Trong chốc lát, ngọn lửa xảy ra biến hóa,
Tịnh hỏa từ màu trắng biến thành màu đen thần hỏa, rồi lại biến thành hư vô nghiệp hỏa. Lưu Vân Kim trong tay vốn đã không lớn, bây giờ chỉ còn lại không tới 1/3 so với lúc đầu. Nhưng không kể là độ cứng rắn hay là độ dẻo dai, đều so với trước đó tăng lên rất nhiều lần. Quả nhiên là nguyên liệu luyện khí thật tốt, chỉ là nếu có hồng mông linh khí, ít nhất có thể dùng để luyện chế nhị lưu hồng mông linh bảo rồi. Hồng Quân nhìn Lưu Vân Kim trong tay chỉ bằng nắm tay nhỏ, không nhịn được than vãn. Nguyên liệu có tốt vẫn còn chưa được, vật liệu phối hợp cũng phải là thượng đẳng. Hồng Quân phất tay ra, mấy khối nguyên vật liệu hoàn toàn khác nhau xuất hiện trên tay. Không biết dùng những thứ này có thể luyện chế được một kiện khí phôi thuộc loại nào đây. Càng, càng, càng. Tiếng toàn kình phá không chùy liên tục đập xuống khối hắc sắc thạch đài. Từng đám thần hỏa màu đen, xen lẫn hư vô nghiệp hỏa màu trắng, bao bọc mấy khối nguyên vật liệu, lượn lờ vòng quanh không ngừng. Trên thạch đài, toàn kình phá không chùy mỗi một lần hạ xuống đều dẫn theo chín đạo toàn phong, bao trùm lấy tất cả nguyên vật liệu. Cửu huyền liệt không, năm đó Tần Vũ sáng tạo ra, thủ pháp luyện khí đã truyền lại hết cho Hồng Quân. Một kích này vượt qua ký bĩ thiên chủy bách luyện của Sa Hầu Viên, tới tay Hồng Quân lại càng phát huy hơn nữa. Trải qua tay Hồng Quân, sau khi được chỉnh sửa sơ sơ một chút, trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm thích hợp cho Hồng Quân sử dụng. Thời gian qua 2 năm không ngừng dập luyện, bốn loại nguyên vật liệu bất đồng rốt cục cũng cùng với Lưu Vân Kim dung hợp hoàn toàn tốt đẹp thành một thể. Phân thân chuẩn bị thối hóa. Hồng Quân nhẹ nhàng kêu lên, Hoa Liên phân thân một thân thanh bào xuất hiện tại bên cạnh hắc sắc thạch đài. Hàn Mông lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm hắc sắc thạch đài. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Hồng Quân thở phào một hơi, lau phớt mồ hôi trên mặt, vừa trải qua thời gian 1 năm thối hóa, rốt cục hoàn thành được bước thứ hai. Vù vù, một khối năng lượng màu xám xuất hiện tại trên tay Hồng Quân. Cũng không biết khí phôi lần này có thể dung nạp bao nhiêu năng lượng màu xám, trước tiên ta phải thử một chút. Vừa nghĩ đến, năng lượng màu xám bay ra hoàn toàn bao phủ khí phôi trên thạch đài. Năng lượng màu xám từng chút dung nhập không ngừng vào khí phôi. Không sai biệt lắm, chắc đến cực hạn rồi. Hồng Quân cảm nhận được trạng thái của khí phôi. Lần này hắn đúng là không muốn lại để cho năng lượng màu xám quá nhiều mà khiến cho khí phôi bùng nổ tan tành. Mặc dù là nguyên vật liệu có, thế nhưng việc chế tạo khí phôi thật sự là có quá hao phí thời gian. Trận pháp bát nguyên khải linh. Hồng Quân hai tay khắc họa không ngừng trận pháp ngũ cấp phức tạp lên khí phôi. Thành công rồi, tới cùng là cái đẳng cấp gì đây? Hồng Quân nhìn cây chủy thủ tỏa kim quang trước mặt này, một giọt máu tươi rơi xuống. Thượng phẩm thiên thần khí, thực tế phẩm chất đã gần bằng nhị lưu hồng mông linh bảo rồi. Hồng Quân một trận kinh ngạc, thượng phẩm thiên thần khí thật ra không gây cho hắn kinh ngạc nhiều lắm, chỉ là phẩm cấp đến gần nhị lưu hồng mông linh bảo. Tượng thần lúc trước cũng chỉ có một kiện tàn tuyết đạt tới uy lực của nhị lưu hồng mông linh bảo. Xem ra năng lượng màu xám cũng không thể coi thường. Mặc dù hiện tại thân thể của Hồng Quân đều hoàn toàn là do năng lượng màu xám cấu thành, nhưng cho dù như thế, hắn cũng không quen thuộc lắm với cái đặc tính của loại năng lượng này. Dùng linh hồn lần nữa thử xem. Hồng Quân khẽ cắn môi, lần trước linh hồn cùng nguyên liệu không dung hợp với nhau, khiến cho Hồng Quân phiền não một thời gian dài. Việc luyện chế khí phôi chỉ là thời gian dung nhập bộ phận năng lượng màu xám, cũng không có đạt tới cực hạn hoàn thiện của khí phôi. Trong tay Hồng Quân nhẹ lắm nguyên anh linh hồn, tay kia vung lên, khí phôi trên hắc sắc thạch đài có hình dáng một kiện quyền sáo chậm rãi bay tới. Dung hợp nào, như vậy mới đúng là khải linh tốt nhất. Hồng Quân trong lòng lẳng lặng thì thầm. Nguyên anh linh hồn bay đến bên cạnh quyền sáo, chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, lập tức chậm rãi dung hợp từ từ vào quyền sáo. Dung hợp, chuyển biến rồi, thực sự dung hợp rồi. Mặc dù trong lòng vẫn luôn mong chờ, nhưng nhìn thấy rõ ràng đang dung hợp vẫn cứ là một bộ dáng không dám tin tưởng. Ồ, lại không nhúc nhích nữa rồi. Hồng Quân vừa mới cao hứng một chút, linh hồn kia lại ngưng lại không nhúc nhích. Chẳng lẽ là năng lượng màu xám sao? Hồng Quân phân tích thất bại trước kia, sau khi so sánh chỉ là việc dung nhập không đủ năng lượng màu xám. Chẳng lẽ năng lượng màu xám chính là thúc dẫn cho hai thứ này sao? Nghĩ đến đây, phất tay một cái, thêm một khối năng lượng màu xám xuất hiện, bao trùm khí phôi cùng linh hồn. Cùng theo năng lượng màu xám từng chút một dung nhập, linh hồn lại bắt đầu dung hợp theo một phần nữa. Quả nhiên là như vậy, tốt lắm. Hồng Quân phấn khích kêu to. Nguyên anh linh hồn dung hợp quả rất chậm. Một khi ngưng lại, Hồng Quân chỉ châm thêm một chút năng lượng màu xám,
Cứ lặp đi lặp lại như thế, thời gian chọn 10 năm, Nguyên Anh linh hồn rốt cục dung hợp hoàn toàn vào vũ khí. Mà năng lượng màu xám vốn dung nhập vào khí phôi cũng đạt tới mức độ kinh khủng, đầy đủ so với trước đây hơn gấp ngàn lần. Vù vù, một trận rung động, một bộ quyền sáo đen nhánh xuất hiện tại trước mặt Hồng Quân. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, vũ khí dung nhập Nguyên Anh linh hồn đúng là không cần phải trải qua giai đoạn khải linh, hoặc nói quá trình dung nhập Nguyên Anh linh hồn cũng chính là công đoạn khải linh vậy. Khi đã nắm được mấu chốt luyện khí, Hồng Quân tất nhiên hưng phấn vô cùng, mà khi xem lại quá trình khởi linh thành công cho quyền sáo đen nhánh kia thì lại càng hưng phấn dị thường. Có thể so với nhất lưu hồng mông linh bảo, hiệu quả đặc thù phá không ư? Hồng Quân nâng quyền sáo lên, sau khi lấy máu nhận chủ thì thào nói: "Phá không, Trảm Không Kiếm của Lưu Quang đã dùng cũng có hiệu quả tương tự, phá vỡ không gian trói buộc, bất chấp không gian pháp tắc, đúng là tác dụng của năng lượng màu xám ẩn chứa bên trong gây ra." Vừa nói, Hồng Quân lại giải trừ khế huyết với quyền sáo. Quyền sáo này giao cho Huống Thiên Minh là thích hợp nhất. Đẳng cấp của quyền sáo ước chừng cùng với bản nguyên linh châu gần giống nhau, thuộc vào loại lợi hại sánh ngang với nhất lưu hồng mông linh bảo. Bước khởi linh như vậy là đã hoàn toàn nắm được, số lượng vũ khí sau này sẽ không còn phải bận tâm nữa. Nếu như trước kia Sa Hầu Viên vì đã luyện thành nhất lưu hồng mông linh bảo mà trở thành tượng thần ở thần giới, thì năng lực luyện khí của Hồng Quân bây giờ đã có thể cho toàn bộ tông sư luyện khí ở thần giới cũng như vô danh không gian phải đỏ mắt tất ngờ. Năng lượng màu xám đúng là năng lượng đặc thù chỉ có ở vô danh không gian, số lượng vô cùng nhiều, nhưng năng lượng màu xám lại không có mấy người có thể sử dụng trừ Thiên Tôn ra, cũng chỉ có vài người tương đối lợi hại hơn thần vương là có thể, mà những người này lại đang ở hồng mông không gian. Như vậy năng lượng màu xám đang quá thừa thãi. Khi còn ở không gian hồng mông, ai có thể nghĩ tới lượng lớn năng lượng màu xám như vậy lại có thể luyện khí đây? Mà trong vô danh không gian, cực phẩm tài liệu lại vô cùng thiếu, ai có thể có được năng lực cường hãn như Hồng Quân chạy đến lục đạo luân hồi trong khoảng 3 vạn dặm mà lấy tài liệu cho được đây? Năng lượng màu xám dung nhập vào vũ khí sau này có thể gọi là hồi mông linh bảo rồi, tức là linh bảo có năng lượng màu xám. Hồng Quân nói thầm, đoạn truyền âm cho Lôi Vệ: "Sư tổ, cần phải có thêm nhiều linh hồn hơn nữa." Trong 10 năm sau, Huống Thiên Minh không ngừng cùng Tả Thu Mi lấy linh hồn của những thần vương của đệ nhất thần giới, còn hắn thì ở trong không gian gia tốc thời gian luyện chế ra một số kiện nhất lưu hôi mông linh bảo để có thể cung cấp cho Tả Thu Mi, Huống Thiên Minh bọn họ ít nhất mỗi người một kiện để họ có thể có thêm năng lực tự bảo vệ. Nhìn số hôi mông linh bảo đã luyện thành trước mắt, Hồng Quân đếm lại một lần, xác định không thiếu mới tự nhủ: "Hiệu quả đều là phá vỡ, bất chấp không gian pháp tắc, năng lượng màu xám thậm chí có thể bất chấp thời gian pháp tắc. Sắp tới cũng nên thử xem có thể luyện chế hôi mông linh bảo trên phương diện thời gian hay không." Nói rồi làm ngay, tay vung lên, trên thạch thai màu đen bày ra rất nhiều loại tài liệu. Cũng trong lúc này, tại vô danh không gian tầng thứ 8, tại Hộ Long Sơn Mạch, Nghịch Ương lúc này đang ngồi trong đại sảnh, nhắm mắt dưỡng thần, phụ trách thủ hộ cho Tôn Ngộ Không và La Băng tu luyện. "Ồ!" Nghịch Cương đột nhiên mở hai mắt, cười khẽ. Hơi ngưng chốc lát, Nghịch Cương phá lên cười: "Phong Vũ ơi là Phong Vũ, thật không nghĩ tới ngươi lại tới đây, không uổng công ta chờ đợi ngươi từ lâu rồi." Lúc Huống Thiên Minh phi thăng lên tầng 9 đã từng nói trước với Nghịch Cương bọn họ, bọn Nghịch Cương ở lại Hội Long Sơn Mạch tu luyện không lâu sẽ có thể gặp được kẻ từng là kiều địch của cả Nghịch Cương và Tần Vũ, chính là Phong Vũ, từng tự xưng là Vũ Hoàng. Căn cứ vào tiên đoán của Huống Thiên Minh, tại thời điểm trước khi Nghịch Cương phi thăng, giữa hai người nhất định sẽ lại có xung đột. Hơn nữa càng về sau, thực lực của Vũ Hoàng lại càng lớn, thời gian giằng co càng lâu lại càng khó giải quyết, chẳng bằng sớm dùng toàn lực đem bọn Vũ Hoàng bóp chết từ trong trứng nước mới có thể an tâm bế quan tu luyện, tránh được đêm dài lắm mộng. Bởi vậy, Huống Thiên Minh yêu cầu bọn họ ít nhất là đồng ý để bọn họ ra ngoài giết chóc, nhưng tuyệt đối không thể chủ động đi tìm kiếm, cứ ở lại Hội Long Sơn Mạch để chờ bọn chúng tự thân tìm tới cửa. Sau khi giải quyết xong thì nhất định phải tìm một nơi khác yên tĩnh bế quan, không đạt tới thực lực thượng bộ thiên thần thì không được xuất quan. Phong Vũ năm đó từng là Vũ Hoàng, cùng thê tử là Huyền Đế cùng nhau vì mê thần đồ quyển mà trăm phương nghìn kế ám hại Nghịch Cương, dẫn tới Nghịch Cương một bước lỡ lầm thành ngàn năm ân hận, dẫm phải một con độc trùng của thần giới ôm hận mà chết. Còn Vũ Hoàng bọn họ cũng vì sự hấp dẫn của mê thần đồ quyển của Nghịch Cương mà trong 1000 năm trước khi Nghịch Cương chết đi, không ngừng tìm cách giết chết Nghịch Cương.
Nếu không phải lúc ấy Nghịch Cương đang ở thế mạnh thì e là cũng không đợi được đến ngày bị thần giới độc trùng ăn mòn linh hồn mà chết. Có lẽ sớm đã bị bọn Vũ Hoàng sát thân mà đoạt đi cuốn mê thần đồ quyền rồi. Không phải oan gia thì không đối đầu, không ngờ mấy vạn năm sau hai cựu địch lại cùng gặp nhau tại một chỗ. Vũ Hoàng lần này cũng không phải tới dựa vào tông quân, mà là mượn danh nghĩa vì tông quân báo thù, dùng người của tông quân để tăng cường cho thế lực của mình. Cái chết của huynh đệ tông quân sớm truyền khắp không gian thứ 8, cũng có không ít kẻ từng chịu ân huệ của tông quân tìm đến gây phiền toái, song chẳng qua cũng đành phải quay lại, bởi tất cả đều bị bọn Nghịch Cương đánh cho tơi bời, khiến cho danh tiếng của Song Long Sơn Mạch ngày càng lớn, làm cho nơi đây trở thành cấm địa của tầng không gian thứ 8. Dần dần không còn kẻ nào muốn vì người đã chết mà tìm tới phiền toái ở nơi đây. Vũ Hoàng cũng không phải kẻ ngốc, đối với thực lực của tông quân hắn cũng đã biết qua, có thể giết chết bảy huynh đệ tông quân thì nếu không phải có thực lực cực kỳ cường hãn thì cũng phải có được thế lực rất lớn phía sau. Nơi này là vô danh không gian, không như tiên ma yêu giới. Trong tầng không gian thứ 8 này đều có thực lực thiên thần, bởi thế cho dù có mạnh đến đâu đi nữa cũng không đến nỗi có khoảng cách quá xa. Theo Vũ Hoàng suy đoán, phân tích thì đối phương có lẽ là dựa vào nhân số, ưu thế mà giành chiến thắng. Vì vậy, Vũ Hoàng liền uốn ba tấc lưỡi, kích động những kẻ có quan hệ tốt với tông quân trước kia, cùng các thiên thần có địch ý hay thù hận với người của Song Long Sơn Mạch đã giết chết tông quân, muốn vì tông quân báo thù. Đối với những người vốn không có kiêu hận gì thì chỉ vì mến phục tính tình đối nhân xử thế của tông quân, đã không chịu được sự khiêu khích gây chia rẽ của Vũ Hoàng, đồng ý trợ lực. Chẳng bao lâu, Vũ Hoàng cầm đầu được khoảng 450 thiên thần đùng đùng sát khí kéo tới Song Long Sơn Mạch. Nói về năng lực của Vũ Hoàng thì cũng tính là không tệ, vậy mà với thân phận là thiên thần của đệ nhị thần giới, kích động được bấy nhiêu người của đệ nhất thần giới như vậy, mà trong khi đó có không ít là thượng bộ thiên thần, Vũ Hoàng lại còn có biện pháp để những kẻ này tạm thời tuân theo. Con người hắn sử dụng miệng lưỡi quả là cực giỏi. Hi Nhi, ngươi vừa mới phi thăng lên, hãy nhìn coi vở kịch này, không ngờ người của đệ nhất thần giới lại ngu ngốc như vậy. Vũ Hoàng khẽ ôm Huyền Hy trầm âm nói. Huyền Hy mỉm cười tựa vào lồng ngực Vũ Hoàng, ánh mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn, chớp chớp mắt dùng hành động theo lời nói. Đợi đến lúc đó, nếu như thực lực của đối phương cường đại, người nhất định phải là người trước tiên trốn đi. Ta cũng bất đắc dĩ không muốn bọn người đệ nhất thần giới nói ra nói vào, sau này tìm chúng ta làm phiền. Ta chỉ có thể đợi lúc đối phương tiêu diệt toàn bộ người của đệ nhất thần giới mới có thể tìm biện pháp thoát thân. Vũ Hoàng nhẹ giọng truyền âm nói. Không, ta muốn ở cùng một chỗ với Vũ Ca. Trải qua một lần sinh tử ly biệt, Huyền Hy cũng không thể chấp nhận đả kích một lần nữa như vậy. Hy Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp chạy thoát. Nếu nàng ở đây, ngược lại, e là cả hai chúng ta cũng khó có biện pháp rời đi. Vũ Hoàng cười cười nói. Biết là như vậy, thế nhưng... Huyền Hy định nói thêm, nhưng rồi lại thôi. Nàng từng cầm đầu thế lực lớn nên cũng biết lời Vũ Hoàng thực rất đúng. Không sao đâu, nàng cứ dựa theo những gì ta dặn mà làm. Đến lúc đó, dù phát sinh tình huống như thế nào thì nàng cứ trốn trước đi. Vì nàng chỉ mới có thực lực của hạ bộ thiên thần, vừa mới phi thăng, nên bọn họ cũng không thể trách cứ gì nàng được đâu. Vũ Hoàng than nhẹ. Ai, ta cũng suy nghĩ quá nhiều rồi. Thực lực và thế lực của đối phương cũng không thể là đối thủ của mấy chục thiên thần được. Chờ chúng ta báo thù cho tông quân xong, lúc đó ta mới có thể dương danh được. Trong mắt Vũ Hoàng lại lóe lên khát vọng với quyền lực. Chỉ có trải qua làm người cấp cao một thời gian dài mới có thể nhận biết cái giá trị này. So với thân phận đệ nhị thần giới bị người đệ nhất thần giới áp chế gắt gao nhiều năm, Vũ Hoàng đối với quyền lực luôn luôn mong mỏi đạt tới tầm cao mới. Ta đang không biết ai tới thăm, thì ra là Lão Bằng Hiếu. Lão Bằng Hiếu ở xa như vậy mà còn tới thăm, không kịp thời ra nghênh đón, thất kính rồi. Thanh âm cực kỳ ngang tàn truyền tới trước đội ngũ thiên thần, làm cho chúng thiên thần cùng dừng chân lại. Âm thanh này... Vũ Hoàng và Huyền Hy cùng thất thần vì giọng nói này đã từng khắc sâu vào tâm trí. Năm xưa, Nghịch Cương không chỉ một lần dùng giọng nói ngang tàn này trước mặt hai vị quyền giả tự cao tự đại, đối với sự phẫn nộ của Nghịch Cương đã tạo ấn tượng rất sâu trong lòng họ. Dù có hóa thành tro cũng có thể nhận ra lai lịch. Đúng là Nghịch Cương. Vũ Hoàng nhất thời không khống chế được bản thân, phải đứng bật dậy kêu lớn. Hắn cũng không ngờ kẻ địch năm đó giờ lại cũng đang ở vô danh không gian, thậm chí còn rất có khả năng chính là một trong số những kẻ đã giết chết bảy huynh đệ tông quân. Nghịch Cương! Huyền Hy cũng thất thanh kêu. Cũng khó trách
vô danh không gian mỗi tầng đều rộng lớn vô hạn. Vũ Hoàng tuy cũng ở tầng thứ 7 nhưng lại cách Nghịch Cương hơn ước vạn dặm, chưa từng nghe nói tới uy danh của Nghịch Cương tại tầng không gian thứ 7. Cho dù là nghe cũng chỉ là nghe nói rằng ở tầng thứ 7 đệ nhị thần giới thống nhất lại cùng đệ nhất thần giới đối kháng dưới sự lãnh đạo của Hồng Quân. Dù sao trải qua ước vạn dặm lan truyền, vô số lời truyền miệng thì lời đồn đãi ấy cũng ít nhiều bị bóp méo thành tin vịt. Vũ Hoàng gần đây nghe nói đệ nhị thần giới có vài vị cực kỳ cường đại dẫn dắt, đem người của đệ nhất thần giới tiêu diệt sạch sẽ, chiếm lấy thành trì cùng quyền lợi. Lời đồn chỉ là nhảm nhí đối với kẻ trí giả. Vũ Hoàng tự nhận mình là trí giả nên không coi lời đồn kia vào đâu. Dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới việc sẽ vượt ước vạn dặm để đầu quân cho Hồng Quân Thành. Với hành động ấy, Vũ Hoàng nhận xét là ngu xuẩn. Nghịch Cương là ai? Trong đám thiên thần đưa ra không ít nghi vấn, thanh âm rõ ràng là từ Hội Long Sơn Mạch truyền đến. Bọn họ không nghĩ tới mình bị lôi kéo xúi dục đến đây báo thù cho Tông Quân chính là Phong Vũ, vậy mà lại cùng đối phương quen biết nhau. Giữa bọn họ rốt cục có quan hệ gì? Theo lời nói của Nghịch Cương vừa rồi, quả thật đáng nghi. Không đợi Vũ Hoàng giải thích, âm thanh ngang tàng kia lại vang lên. Phong Vũ, chúng ta cũng đã mấy ngàn năm không gặp nhau rồi. Người lúc nào cũng chỉ nghĩ tới lão bà của mình thôi, ngay cả lão bằng hữu này cũng quên mất tiêu rồi. Nếu không phải ngươi đã đặc biệt mang lễ vật tới thăm ta thì ta đã muốn xẻo tai ngươi rồi. Nghe ngữ khí này, ai cũng tin tưởng rằng không có tình huynh đệ thật sự thì không thể nói được như vậy. Nghịch Cương vừa dứt lời liền tức tốc phi tới trước mặt mọi người, vẻ mặt tươi cười. Lão bằng hữu, thật đã lâu không gặp. Sự xuất hiện của Nghịch Cương thật khiến cho Phong Vũ và Huyền Hy có chút kinh ngạc. Nghịch Cương, không nghĩ tới ngươi vẫn còn sống. Lần này không có nghiên cứu được con sâu nào sao? Nhìn thấy chỉ có một mình Nghịch Cương tiến đến, Vũ Hoàng rất nhanh điều hòa trở lại, lại thờ ơ mỉa mai nhìn Nghịch Cương. Được rồi, tên tiểu tử ngươi còn đem chuyện cũ ấy nói ra làm gì? Ta đã hối hận muốn chết rồi. Lúc đó đúng là không nên cùng các ngươi đi vào Mê Thần Điện. Trong giọng nói của Nghịch Cương quả thật xem giống như hai người là lão bằng hữu nhiều năm chưa gặp, hòa nhã cùng nhau nói chuyện phiếm. Nghịch Cương, người chết đến nơi còn nói ra những lời không có văn hóa như vậy sao? Vũ Hoàng tự nhiên biết chủ ý của Nghịch Cương là nhằm vào cái gì, dùng lời hoa mỹ khiêu khích người khác. Đối với sự khiêu khích của người ta, tự nhiên cũng có biện pháp để ứng phó. Một câu nói ra đã đem tất cả lời nói của Nghịch Cương hoàn trả lại, biểu lộ rõ ràng lập trường của hai người ở vật thế đối địch. Kìa, Phong Vũ lão đệ, lời nói như vậy thì không nên nói ra. Tuy rằng ta lúc trước khai mở ra là một phen trò cười cho các ngươi, thế nhưng ta cũng đã chịu hậu quả của trò đùa đó rồi. Một câu chuyện nhỏ thì không cần phải ghi nhớ ngàn vạn năm chứ. Bị ngươi trách móc như vậy, ta thực sự hết sức xấu hổ. Nghịch Cương diễn kịch như thật, nghe ra trong giọng nói của ông thậm chí là thật đến 8 phần. Trò đùa, chuyện nhỏ ư? Vũ Hoàng đối với chuyện năm đó hiển nhiên canh cánh trong lòng. Nếu như không phải Nghịch Cương bỡn cợt lừa gạt, có lẽ bọn họ đã có thể tại Mê Thần Điện thu hoạch lớn mà quay về, cũng không phải sau lại bị bọn Tần Vũ giết chết. Càng khỏi phải sau khi chết đi, thân phận lại là người của đệ nhị thần giới, bị người của đệ nhất thần giới khi dễ áp bức. Hết thảy mọi điều này khởi nguồn đều là do Nghịch Cương năm đó bỡn cợt lừa gạt. Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Hắn thân làm thủ lĩnh đầu sỏ, đương nhiên ôm hận trong lòng. Nếu như không phải mình lúc này vừa mới phi thăng lên không bao lâu, không vì thực lực thiên thần còn quá yếu kém, Vũ Hoàng sớm đã dựa vào những lời này giết chết Nghịch Cương mất rồi. Bọn thiên thần này khi nghe giọng nói của Vũ Hoàng, xác định ắt hẳn giữa bọn họ thật ra đã nảy sinh ra chuyện gì đó. Hai người có lẽ đúng như lời Nghịch Cương nói, quan hệ giữa hai bên cũng không tệ lắm. Nghịch Cương vẻ mặt ngượng ngùng, nhất thời nghẹn lời, ho khan hai tiếng thật thà, nở nụ cười đứng lên. Chuyện năm đó coi như xong đi, mà ta cũng là do bị các ngươi bức bách mới không cẩn thận bị độc trùng mà chết. Nói xong hắn nhìn về phía 40-50 tên thiên thần kia, ánh mắt sáng rực, cười một cách kỳ quái. Ta tin rằng ngươi lần này chính là đến cùng ta giao hảo. Cảm nhận được ánh mắt Nghịch Cương tràn ngập sát khí, 40-50 tên thiên thần kia bị Phong Vũ mê hoặc kéo tới đồng loạt sinh ra một loại cảm giác bị lừa gạt, đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nhíu sâu chân mày, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại lọt vào bẫy dập của Nghịch Cương. Nghịch Cương, ngươi cho rằng bọn họ sẽ nghe lời thêu dệt gây chia rẽ của ngươi sao? Đừng nói nhiều lời nhảm nhí, chúng ta lần này chính là đến đây vì Tông Quân báo thù. Nghịch Cương, giết chết Tông Quân ấy không phải trong số đó cũng có ngươi sao?
Vũ Hoàng chẳng cần cùng ông tranh đua miệng lưỡi, trực tiếp đem mục đích của hành động này bới móc rõ ra. Hắn cũng đã có chuẩn bị, đợi lúc Nghịch Cương trả lời về chuyện này, mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ đem tội danh đã tham dự giết chết Tông Quân gán lên mình ông để có cớ mượn đao giết người. Đúng, giết chết Tông Quân cũng có ta một phần. Nghịch Cương thẳng thắn trả lời, nói xong còn ngầm nháy mắt cùng Vũ Hoàng, vẻ mặt rất quái dị. Đối với câu trả lời thẳng thắn của Nghịch Cương như thế, Vũ Hoàng vừa mới chuẩn bị những lời hay ý đẹp, trong lúc nhất thời không cách nào phát ra được, tức thì đứng ngẩn người tại chỗ. Bọn thiên thần khi nghe xong câu hỏi cùng câu trả lời của Nghịch Cương, tự nhiên nhìn thấy rõ vẻ mặt quái dị của Nghịch Cương vừa rồi, lại thấy Vũ Hoàng không nói tiếp lời nào, càng hoài nghi thêm nữa. Phong Vũ, ngươi thật là lừa gạt chúng ta đến khổ. Một trung bộ thiên thần la lên. Nào là người tại tầng không gian thứ 6 từng nhận được sự dìu dắt của bọn Tông Quân, nào là ngươi vì cái chết của Tông Quân mà cảm thấy phẫn nộ sao? Đây đều là hoàn cảnh của ngươi sao? Ta từ lâu đã hoài nghi ngươi rồi. Bây giờ lộ ra mặt thật rồi sao? Lời nói của tên trung bộ thiên thần này khiến cho một ít thiên thần lộ vẻ đồng tình. Phần lớn của các thiên thần khác đều duy trì thái độ nhìn để xem như thế nào. Ai ai cũng nhíu mày, thầm suy nghĩ đến tình thế trước mắt. Không phải đâu, các ngươi hiểu lầm rồi. Nói ra những lời này cũng không phải Vũ Hoàng mà là Nghịch Cương. Phong Vũ, lần này ngươi dẫn những người này đến đúng là để báo cừu cho Tông Quân sao? Được rồi, tất cả các ngươi cùng tiến lên đi, ta tận lực bồi tiếp. Nghịch Cương lộ vẻ mặt kiên cường, chính khí, giận dữ nhìn Vũ Hoàng. Giết chết ta, cừu mới hận cũ, cùng báo luôn một thể, chỉ sợ các ngươi không có năng lực đó thôi. Nghe Nghịch Cương nói rõ như vậy, bọn thiên thần vốn đang duy trì thái độ hoài nghi đã hoàn toàn tin tưởng. Lời giải thích này của Nghịch Cương rõ ràng là giấu đầu hở đuôi. Vũ Hoàng và Huyền Hy bị lời nói của Nghịch Cương cùng một trận ngạc nhiên, bị dọa cho hoảng sợ, còn chưa có hoàn toàn nghĩ đến nên dàn xếp phản cảm như thế nào, liền cảm nhận được một cỗ sát khí rất mạnh từ phía sau truyền đến. Tiếp theo âm thanh vù vù một trận, biểu hiện rõ ràng bọn thiên thần phía sau đã có người động thủ. Hèn hạ! Vũ Hoàng hầm hầm nhìn Nghịch Cương, thầm căm hận kêu lên, vội vàng quát to một tiếng: cẩn thận! Đồng thời rất nhanh rút kiếm nghênh tiếp. Bùng! Một tiếng nổ vang, tên thiên thần đánh lén kia, kể cả thần khí cấp thấp trong tay, bị chém ngang lưng thành hai đoạn, ngã gục tại chỗ. Vũ Hoàng nhìn thấy tình hình lúc này, hai mắt đều sắp phun lửa. Vừa mới đánh lén chính là một tên hạ bộ thiên thần, năng lực tương đối yếu kém, Vũ Hoàng hoàn toàn có thể ung dung né tránh ra, kết quả lại bị Nghịch Cương chém chết, làm rối tung như vậy. Bọn thiên thần này sẽ càng thêm tin tưởng chính mình cùng Nghịch Cương đúng là cùng một phe. Nghịch Cương lúc này cũng không để ý gì đến Vũ Hoàng, trực tiếp giơ kiếm áp sát vào giữa đám người đang vì nhìn thấy thiên thần khí mà sững sờ. Đại sát tứ tung, kiếm đãng bát phương. Thiên thần có được thiên thần khí, thực lực thiên thần so với thần khí cao hơn không chỉ một bậc, mà Nghịch Cương lại còn có công pháp không tệ, ưu thế phối hợp với nhau, đối với đám thiên thần kia giống như lang hổ lạc vào đàn dê, giết thôi đã không kịp thở. Phá thiên nhất kiếm. Nghịch Cương liều mạng bị thương, sau khi chém chết hai tên thượng bộ thiên thần, lợi dụng phá thiên nhất kiếm uy hiếp địch nhân tản rộng ra, rất nhanh thối lui ra sau. Sau khi lui tới một nơi an toàn, nét mặt Nghịch Cương hiện ra vẻ mệt nhọc suy sụp, thở hổn hển, cười một tràng quái dị, hướng về đám thiên thần kia nói: "À ha, có bản lĩnh đến chơi giết ta đi." Nói xong, Nghịch Cương tăng tốc rất nhanh bay đi rời khỏi hiện trường. "Đừng để cho hắn chạy thoát." Vũ Hoàng lúc này có thể nói là lửa giận thiêu cháy trong lòng, bị Nghịch Cương hoang ngôn xảo ngữ nói vài ba câu lộng giả thành chân, thêm vài động tác liền dễ dàng gây chia rẽ, tạo được mâu thuẫn giữa mình và các thiên thần này. Lúc này nhìn bộ dáng của hắn, tám phần là do thiên thần lực tiêu hao quá độ, liền mượn cơ hội bỏ chạy. "Đừng để cho tiểu tử này chạy thoát, ta không hủy hắn đi không xong." Một thượng bộ thiên thần toàn thân bao trùm huyết dịch màu xám phẫn nộ đuổi theo, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Vũ Hoàng, căm tức nghiến răng. Cảm nhận được phía sau bọn thiên thần truy đuổi tới với những ánh mắt cực kỳ phẫn nộ, Vũ Hoàng vừa chạy vừa vội vàng nói: "Các vị huynh đệ hiểu lầm rồi, sự tình không phải như suy nghĩ của các người đâu." "Người nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi, một tên đệ nhị thần giới sao? Chịu chết đi." Trận chiến vừa rồi Nghịch Cương giết chết 4-5 người mà còn làm bị thương mười mấy người, nhưng trong đó đại đa số đều là hạ bộ thiên thần, thượng bộ thiên thần hầu như được toàn vẹn. Bọn Vũ Hoàng là hai tên hạ bộ thiên thần, tốc độ tự nhiên không bằng bọn thiên thần đẳng cấp so với hắn cao hơn,
rất nhanh đã bị những thượng bộ thiên thần này rút ngắn khoảng cách lại. Các vị huynh đệ, các người cũng nghe nói qua, ta cùng Nghịch Cương kia mấy ngàn vạn năm không có gặp mặt, mà còn cùng hắn có thâm cừu, không có khả năng. Vũ Hoàng rất nhanh chạy trốn, vừa giải thích đồng thời còn truyền âm cho Huyền Hy để cho nàng chuẩn bị đổi hướng khác chạy trốn, chính mình lưu lại ngăn cản bọn chúng một hồi. Nói quá hay, ai có thể tin tưởng các ngươi vừa rồi không có truyền âm nói chuyện với nhau. Nhìn Nghịch Cương kia ngầm nháy mắt với ngươi, đã biết ngươi không phải là cái thứ tốt đẹp gì rồi. Các huynh đệ, đừng nhiều lời như vậy làm gì, trước hết giết tên tiểu tử này, sau đó sẽ cùng đi báo thù cho tông quân. Một tên thượng bộ thiên thần trong đó đối với quyền lợi cùng khát vọng rất sâu sắc, thấy có cơ hội tới tay đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hy Nhi, đi mau, ta ngăn chặn bọn họ một hồi, sau này sẽ cùng ngươi hội hợp. Vũ Hoàng thấy tình hình lúc này không thể giải thích được nữa, không cách nào hóa giải, quyết định dùng hết sức để cho Huyền Hy chạy thoát đi. Chính mình ngừng lại, xoay mình đối mặt với đám thiên thần. Huyền Hy vừa muốn nói gì đó, có điều nhìn thấy sự việc đã đến mức này, đành phải bấm bụng tung mình bỏ chạy, tránh phải làm liên lụy đến Vũ Hoàng. Phong Phú, ngươi cho rằng ngươi một tên hạ bộ thiên thần có thể là đối thủ của chúng ta sao? Nhìn thấy Vũ Hoàng ngừng lại đối mặt với bọn họ, các thiên thần ào ào gào lên. Không không không, các vị đại ca, ta không hề nghĩ muốn phản kháng, ta lưu lại là muốn giải thích sự việc vừa rồi. Vũ Hoàng hấp tấp nói, không có gì thích hợp để giải thích cả, ngươi hãy giữ lấy những lời lẽ cú dích đó của ngươi, chúng ta không thể tin tưởng ngươi nữa. Đối với một tên sắp chết, ta lại càng mong tai ta có thể yên ắng thanh tĩnh một hồi. Bọn thiên thần này nghĩ đến chính mình đường đường là thiên thần của đệ nhất thần giới, vậy mà bị một tên thiên thần mới vừa phi thăng lên không bao lâu của đệ nhị thần giới mê hoặc, đều có vẻ rất phẫn nộ. Các vị đại ca, với trí tuệ sáng suốt của các người, hẳn là đã nghĩ đến tên Nghịch Cương này trước vì sao dùng cái giọng điệu lão bằng hữu cùng ta nói chuyện. Nếu như ta và hắn là thông đồng móc nối với nhau, đại khái cũng không cần nói chuyện trên trời dưới đất như vậy, trực tiếp gặp mặt hay dùng truyền âm thương lượng được rồi, sau đó lại trong ngoài phối hợp tiêu diệt các ngươi là được, cần gì phải tạo ra cảnh nói chuyện rông dài như vậy, chỉ để tăng thêm phiền não thôi. Vũ Hoàng lại vội vàng không ngừng lên tiếng giải thích. Vừa nghe Vũ Hoàng nói, các thiên thần cũng đều suy ngẫm lại, có điều vẻ hoài nghi trên mặt vẫn như trước không thay đổi. Nhìn thấy những lời giải thích này có hiệu quả, Vũ Hoàng vội vàng chớp lấy thời cơ, tin rằng với trí tuệ sáng suốt của các vị đại ca, hẳn là đã có thể thấy được Nghịch Cương trước sau trái ngược quá nhiều, rõ ràng là cố ý đổi trắng thay đen. Hơn nữa, chúng ta nếu cần phải truyền âm, vậy còn cố sức làm ra cái vẻ mặt cổ quái gì đó để làm gì, trực tiếp truyền âm nói chuyện với nhau không phải sẽ tốt hơn sao? Lần này không ít thiên thần đã tin lời nói của Vũ Hoàng, tất cả mọi phẫn nộ đều chuyển lên mình Nghịch Cương. Giết chết Nghịch Cương, tên tiểu tử đó, vậy mà làm ta bị thương. Vũ Hoàng thấy lời giải thích của mình rốt cục có kết quả, thầm thở phào một hơi. Nhưng ai ngờ, Vũ huynh, hy vọng chúng ta vẫn còn kịp. Một thanh âm kiêu hùng vang động vào trong tai mọi người, người lên tiếng đúng là Nghịch Cương. Nghe được thanh âm của Nghịch Cương, Vũ Hoàng ấm ức, tức bụng, thiếu chút nữa học máu. Thật vất vả mới trấn an được dân tâm, lại phải như thế rối loạn trở lại. Vũ huynh, người ráng chống đỡ trong chốc lát, bọn ta lập tức sẽ tới ngay. Thanh âm của Nghịch Cương lại vang lên rõ ràng, khiến cho Vũ Hoàng đã tức càng thêm phiền muộn, trong lòng hết sức khó chịu, hết nghiến răng lại nghiến lợi, chỉ muốn bắt Nghịch Cương ăn tươi nuốt sống. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.